Chào mọi người nhé. Hôm nay mình ra đồng để thả bầy trâu cho nó ăn dặm mới các bạn. Không có việc gì làm buổi chiều. Thả cho nó ra ruộng nó đi ăn cỏ các bạn. Dạ. Dạ còn mới gạt nhé các bạn nhé. Còn mới bắt đầu gạt thôi, vụ này có một số cỏ cấy muộn nữa, chưa gạt. Đây. Bầy trâu của mình nhé. Mới nên nó ăn gớm lắm các bạn. Chiều mà vẫn còn nắng các bạn ơi, trời còn rất là nóng nhá, nhưng mà bên dưới nó có nước, nước ăn này nó uống nước này luôn. Thì khoảng 5 giờ mình lại cho nó ra sau nó đi tắm nhá. Mấy con trâu nhà mình đây có mấy con trâu để cho nó có việc làm nên mà các bạn. Đây là cánh đồng này nó khác nhà mình. Cần một cây số nha các bạn. Đường cần vo các một cây số. Sau nó cũng ăn nhiều, nó thừa rồi các bạn. Đây, cho các bạn xem lúa các bạn xem cánh đồng ngoài lúa mà nó sắp chín rồi các bạn, nó chín rồi mình đổ ngọn lên nhé, chưa chín còn một tuần là họ lại gặt rau để tha hồ ăn đấy các bạn. Đây là gì các bạn xem. Thank you.
nhận được video mới của mình ra nhé các bạn nhé. Cảm ơn các bạn nhiều. Rồi dần từ chiều các bạn, mình sẽ cho nó phát đi 8.